Rồi, xin chào anh em. Trên tay mình đây là Canon EOS R6, cái đây là con R5 và đây là cái ống kính mới cũng trong buổi giới thiệu của Canon là 100-500 ống kính. Tí nữa mình sẽ nói. Khi mà Canon ra mắt những cái sản phẩm mirrorless R5 R6 này thì họ nói là đây là những cái phiên bản cao cấp nhất, đỉnh cao của dòng mirrorless, dòng R của họ. Và nó có những cái bước đột phá về mặt công nghệ về nhiếp ảnh của Canon. Mình mới mượn được và trên tay nhanh coi thử là nó có những cái tính năng đột phá đó như thế nào. Thông số kỹ thuật của hai cái máy này chắc là những người fan của Canon là đã nghe và nhớ hết rồi ha. Mình muốn nói đến một cái điểm mà Canon nói rất nhiều và những người yêu thích dòng R của Canon chờ đợi, đó là cái điểm thứ nhất, đó là 8K no crop factor. Đó, một cái điểm gọi là đột phá trong cái việc quay video bằng dòng mirrorless. Anh em còn nhớ là khi năm 2008, khi mà Canon ra cái 5D Mark II thì đó là một chiếc DSLR. Mặc dù trước đó không phải là không có những cái DSLR có khả năng quay phim, quay video, nhưng mà khi cái con 5D Mark II đó ra đời thì gần như là thay đổi cái chuyện là quay video, quay phim bằng cái máy quay chuyên dụng chuyển qua quay bằng DSLR. Đó thì nó giống như là một cái bước ngoặt trong cái công nghệ quay phim. Thì mình có cảm giác là khi mà Canon giới thiệu cái EOS R5 và cái R6 này, dòng R6 thấp hơn, thì đây có thể là một cái bước ngoặt tiếp theo về cái việc gọi là đột phá về quay video. Thì cái mà 8K no crop factor là gì? Là thứ nhất, các bạn dĩ nhiên là có khả năng quay 8K trên cái R5 này và 4K trên cái R6 này. Thì dĩ nhiên là ở đây cũng quay 4K. Nhưng mà cái toàn khung có nghĩa là không có bị crop như là chúng ta thấy là full frame. Xong rồi khi chúng ta quay ở các phiên bản khác hoặc là một số cái máy quay bằng máy ảnh khác, nó crop cắt bớt của chúng ta đi một miếng. Đó, thì cái này là quay toàn khung của cái kích thước cảm biến. Rồi, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là ngay cả khi quay 8K với cái định dạng RAW thì lưu luôn trực tiếp trên cái thẻ nhớ CF Express ngay trên cái thân máy này. Bình thường thì chúng ta muốn quay file RAW như thế này á, là nó phải kết nối với một cái thiết bị ghi ở bên ngoài. Đó là thêm một cái phần, dĩ nhiên là tốn thêm chi phí rồi các thứ, nhưng mà cái đó là của các nhà quay chuyên nghiệp, họ có thể là xử lý hình ảnh, xử lý phim hay là như thế nào bên ngoài với một cái thiết bị khác. Còn đây là họ ghi ngay trong cái thẻ nhớ CF Express ngay trên này khi mà chúng ta quay 8K RAW. Canon EOS R5 có thể quay 4K với tốc độ rất là cao, đó là 120 frame trên giây. Như vậy thì những nhà quay phim mà cần những cái đoạn phim low motion đó, 120 frame với kích thước cảm biến full frame này thì mình nghĩ đáp ứng nhu cầu cho dân quay rất là chuyên nghiệp. Thì khi mà quay và chụp như vậy thì cả hai cái máy này đã được Canon trang bị cái hệ thống lấy nét cao nhất của dòng mirrorless Canon bây giờ, đó là Dual Pixel CF2. Ở iPad có nghĩa là cái cơ chế lấy nét cao nhất của Canon hiện tại, và với cái hệ thống xử lý hình ảnh là Canon Lock để xử lý cái hình ảnh. Thì đó là cái điểm thứ nhất, mình thấy là gần như cả hai dòng máy này tập trung vào cho cái việc quay phim và quay chuyên nghiệp. Cái điều thứ hai là dĩ nhiên khi mà quay với một cái khả năng quay như vậy và cái tốc độ rất là cao như vậy, Canon lại nhét vào đây một cái khả năng chống rung 50 trên thân máy. Đó, thì cái khả năng chống rung 50 trên thân máy này của Canon đã hỗ trợ cho các cái nhà làm phim chuyên nghiệp tích hợp được trên một cái thân máy như vậy để mà nó gọn nhẹ hơn, linh hoạt hơn, đa năng hơn thì là cũng là xứng đáng. Có lẽ với những người mà phổ thông thì cái này nó hơi quá so với cái nhu cầu cần thiết của người phổ thông, nhưng mà với nhà chuyên nghiệp thì đây cũng là một cái đột phá nào đó, cái máy ở đó mà người ta sẽ quan tâm. Chuyện mà chống rung 50 trên thân máy này nó tương thích với lại cái chống rung ở trên cái ống kính, cả hai hợp tác lại với nhau để phục vụ cho cái nhu cầu quay chuyên nghiệp đòi hỏi ở mức độ cao. Cái R6 này giá hiện tại thì Canon Việt Nam chưa công bố, nhưng mà giá hôm trước Canon công bố chung là khoảng hơn 100 triệu, 105, 110 triệu gì đấy. Còn cái này là khoảng 80 hay là hơn 80 triệu. Hai cái máy này nó có những cái điểm giống nhau gì? Thứ nhất là đều chụp mà liên tục 12 frame trên giây.
và với màn trập cơ, còn màn trập điện tử là 20 frame trên giây. Đó, xài chung cái pin giống nhau. Đó, hai cái này nó gần như vậy. Cả hai đều dùng cái hệ thống lấy nét là Dual Pixel CMOS Mark 2 của cao cấp nhất của Canon. Thì họ đã lấy các cái công nghệ cao cấp của cái dòng 1DX Mark 3 xuống dưới cái này để hỗ trợ cho cái việc quay phim. Rồi về cơ bản thì gần như hai cái anh em nhìn thấy nó giống nhau ha, về thiết kế mọi thứ các kiểu. Khác nhau cơ bản là một cái quay 8K RAW và một cái chỉ 4K thôi. Thêm một cái điểm khác nữa là bởi vì cái này là quay 8K RAW thì cho nên là cái này nó có hai khe thẻ, một khe thẻ CF Express và một khe thẻ SD, còn cái R6 này thì là hai khe thẻ SD. Đó, khác nhau là những cái điều cơ bản là như vậy thôi. Và khác nhau nữa là cái này cảm biến full frame 45 chấm, còn cái này thì là chỉ có 20 chấm thôi, thấp hơn tí. Mọi thứ anh em thích cái nào? Mình cầm cái con R5 này ha, để mình nói cho anh em về ngoại hình. Hai con đều là giống nhau và dáng dấp cũng kiểu như là dòng EOS R trước đây ha. Thì cái mặt trước bán cầm rất là dày ha, cầm kiểu như là chúng ta ôm vào kiểu như chắc chắn ha. Nhưng mà mình cảm giác với cái tay mình nó nhỏ còn hơn tí thì cái này cũng là hơi to so với tay mình chút, không thực sự là như vậy, hoặc là lúc đó nó sẽ là như thế này. Ở trên thì anh em thấy nó khác nhau một tí, đó là R5 nó có thêm một cái LCD nhỏ để hiển thị các cái thông số trên này, còn R6 thì không, còn mọi thứ thì là gần như là tương đương. Cái nút quay video họ tách riêng ra một cái nút như thế này. Một số cái dòng máy mình thấy là họ tích hợp chung vô trong cái nút bấm vừa chụp và khi chuyển qua chế độ quay thì cũng là dùng cái nút này luôn, thì nhiều khi nó hay quên, lỡ tay cái là nó quay lúc nào không biết luôn. Còn họ tách riêng ra, các cái bánh xe thì vẫn là hoạt động theo cái sắp xếp như là dòng R thôi. Khóa để bật mở máy thì nằm bên này qua tay trái rồi ha. Nó tách hẳn ra để chúng ta không có nhầm lẫn giữa các cái nút điều khiển. Mặt sau thì là cái LCD, gần như là rất nhiều sản phẩm của Canon họ làm cái LCD lật ra và xoay như thế này. Đó, không phải là từ cái lật lên 180 độ như một số dòng khác, lật ra như thế này. Canon cũng giống kiểu đặc trưng của Canon vậy. Và chúng ta có thể xoay rất là nhiều chiều, nhiều góc, thậm chí là có thể tự quay bản thân selfie hay là tự có thể là kiểm soát được, hoặc là cái người đang quay hoặc là cảnh đang quay có thể nhìn được trên cái màn hình này khi chúng ta quay ra phía trước, để có thể là cảnh khung hay là tạo dáng gì đấy. Chào anh em, tiếp tục, đó là hai cái thân máy mà những người yêu thích Canon nói chung và những người đang xài cái dòng mirrorless không gương lật full frame của Canon nó riêng rất là đáng được chờ đợi. Dĩ nhiên là phải có như rất là nhiều tiền ha. Đây là cái ống kính mà Canon cũng ra mắt đồng thời luôn. Chúng ta biết là Canon họ rất là nghiêm túc khi mà họ tham gia thị trường cái dòng mirrorless full frame. Thì họ nguyên năm 2 năm trước cho đến ngày hôm nay họ đầu tư liên tục về ống kính. Anh em thấy là từ ống kính mục tiêu cự như là ống kính 35, 50, 85 khẩu rất là lớn, rồi các cái ống zoom như là 24, 70, 24, 120, rồi có một cái ống tele đến 240. Thì đây là cái ống kính 100, 500 là ống kính tiêu cự dài nhất trong cái hệ thống ống kính ngàm RF của Canon. Ống kính này giá nó cũng hơi căng ha, mình thấy là nó như gần 60 triệu đó. Nhưng mà nó tích hợp ở trong này rất là nhiều thứ. Ở đây là anh em nhìn thấy, riêng về hệ thống thấu kính thì Canon nói là các cái hệ một cái group, một cái nhóm thấu kính cao cấp nhất của họ dành cho cái dòng không gương lật full frame. Rồi các cái motor lấy nét cho đến các cái vòng zoom họ sử dụng motor lấy nét êm mượt, có nghĩa là yên tĩnh, để khi nếu mà chúng ta dùng cái ống kính này để quay thì không phát ra tiếng động, nó không ảnh hưởng đến cái việc chúng ta quay video. Nhiều khi quay nó kiểu rẹt rẹt rẹt, nó ghi vô trong cái đoạn video đó. Nhiều ống kính là như vậy. Thì họ rất là đầu tư vô cho cái chuyện quay phim ngay khi họ sản xuất ống kính. Thì cái ống kính này là bổ sung cho những người thích tiêu cự dài và sử dụng chuyên nghiệp, giá rất là cao ha. Ở trên cái thân ống kính anh em thấy là khả năng lấy nét gần nhất là 3m. Với một cái tiêu cự như này là cũng khá là gần ha, đa năng á. Vẫn có thể lấy nét tự động hoặc là lấy nét thủ công. Nhiều khi anh em thích chụp chim, chụp gì đó, nhiều anh em chụp chim kiểu canh nét thủ công theo ý của mình. Cái ống kính này tích hợp hệ thống chống rung có hiệu dụng 5 stop với 3 mức điều khiển, kết hợp với lại cái khả năng chống rung
ở trên cái thân máy. Hiệu dùng đến 5 stop và có 3 cái mức để tùy chọn với một cái tiêu cự dài. Với cái việc mà chúng ta phải quay những cái đoạn phim cực nhanh như vậy thì Canon họ nói là chống rung 50 trên thân máy tích hợp một cách hoàn hảo với lại hệ thống chống rung trên ống kính. Mình chưa có thử được nhưng mà mình nghĩ nếu mà nó hiệu quả như vậy thì là gần như hoàn toàn là chúng ta yên tâm khi mà cầm một cái thân máy như vậy. Mình đọc một số bài thì có nhiều người nói là có thể với một cái khả năng như vậy thì xin chào gimbal. Mình không biết là nó đúng hay không nhưng mà có người đang nghĩ đến cái chuyện đó. Tiêu cự là 100 đến 500 khẩu 4.5 đến 7.1. Ở trên này thì không thấy Canon in cái khẩu độ. Nếu mà ai hỏi mình là có sắm dòng R này không, dĩ nhiên là rất là thích nhưng mà ngân sách nha, vấn đề ngân sách. Rồi. Xin chào anh em, cảm ơn anh em. Nói thêm câu này Nhật Anh là đây là mình mượn để trên tay nhanh, chưa có test được, chưa có chụp để thử review file ảnh cho anh em được. Mình sẽ thực hiện cái này trong video tới. Xin chào và cảm ơn anh em.